Chắc em nên đổi kênh vì em nghèo. Sai, kênh anh nghèo lắm Phước ơi. Kênh anh là kênh dành cho những người nghèo nha Phước. Anh cảm ơn. Giờ mới bích xong, mất chạy ra mất lấy thêm ly nước mất uống. Quá đẹp. Một cái con gì đó mà lâu lắm rồi mất chưa chơi đi kênh chắc. Một con gì đó. Anh ơi, con Leona trong sách phép tối thượng bị lỗi không quy được khi lấy R của Aurora. Ok, anh cảm ơn em nha. Mai anh sẽ nộp đơn lên Liên Hiệp Quốc. Cùng với đó thì anh sẽ cùng Riot Game tụi anh sẽ fit lại cho em nhé. Anh cảm ơn. Một con fit à, anh em muốn một con fit à. Ok, thế thì có một con fit cho anh em. Ok, tôi thương anh em à. Với những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó thì ra nếu như anh phải thần hả. A few moments later. Anh ơi, em lạc đạt kim cương 1-3 từ đó tới giờ mà lúc đó anh đại cầu thủ rồi, không săn hay đua được. Ước mơ của em là được đánh cùng anh một game mà hay anh đang kim cương 3-4 giống em. Không biết anh cho em chơi chung một game với anh được không, nhưng mà em Trình thích đấu á. Anh chỉ chơi với mấy thằng Trình lai rai cỡ như Calis này thôi, thấy không? Em thấy không? Tụi anh sương sương với nhau thôi. Tụi anh cao thủ lên thách đấu. Trình anh có phù hợp đánh. Sao không phù hợp skill gì đây? Win mỗi đứa 5 lít luôn á. Ghê vậy anh công cool. Nó chửi mày á, nó chửi cha mắng mẹ mày đi. Có nói gì tao đâu. Game này cho anh bảy lên clip TikTok luôn á. Hả? Ủa? Đã vậy? Em có kênh TikTok hả? Từ từ, bây giờ đi lên với con này. Bây giờ cái thế cơ bản là mình sẽ E đúng không? Bây giờ không để mất máu, hit level thôi, không ăn lính luôn. Rồi, thằng này lên đó, nó quyền, mình lên gặp cái. Okay, ok, ok. Nghe cái lấy slow nè. Đó, okay. Nó gọi là trả chiêu. Cho bạn lên level 2 trước luôn. Rồi, móc cất mũi chiêu. Móc cất mũi cực chiêu, low fi cùng cường mới nuôi. Ờ, vậy thì sống. Vì nó outplay kìa anh em. Nó outplay cái e tôi kìa. Ông bạn, ông bị áp lực à. Sao ông xài chiêu nhiều thế? Sao có thể dở được như vậy ta? Ý là sao có thể thả con cá như vậy được? Hên vẫn giết được á. Chúc anh 7 live win liên tục. Chúc các bạn FV tướng có nhìn. Xin em không nhận may. Hai thằng boss này. Mình đã tới nơi rồi, nó còn để cho chết nữa. Đùa đi má. Có thật sự là biết chơi liên minh không vậy hả? Mà quay này định ở lại ăn. Ông Calis, ông có biết macro không vậy? Wow. Sorry my bad. Chát gì chứ để rỡ chữ nè. Chứ giờ mấy trẻ nó chữ tôi dữ lắm. Coi chừng chết Calis ơi. Đi về đây. Chết bây giờ. Nó cho tôi thất nghiệp luôn kìa. Nó cho tôi xuống hỗ trợ luôn kìa anh em. Vậy bà này chơi á. Bà này chơi á. Thằng nào? Thằng lùng em tao. Rồi, quýnh cánh dưới trước luôn. Đây, đang nguyên con cá luôn nè. Ủa? Sao nó con cá? Tôi tưởng là nó đi vô rồi nó phải lụm con cá của tôi lên chứ. Con tướng này nó đã thay đổi như thế nào vậy? Nó không lụm con cá lên hả anh em? Yếu. Kẻ yếu không được chọn cách để chết. Cái game mà mắc cười quá. Tao là chúng gì đánh, không thì bỏ ra. Kè, 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 kè. Hả? Là sao? Em mắc của Lucy là sao? Ê ai mắc em đánh hay ngu quá. Trời, chứ bình thường em cũng có khôn đâu. Em sao thế?
Trời ơi, cái ông nội Poppy. Máu. Đánh AD mà để có AD người ta giết mình trong trụ. Có gà chưa? Gà chưa? Đó, bị nó chửi AD gáp luôn. Trời ơi, T4. Tao rờ chúng 4 mà vẫn thua là sao? Ủa bên kia nó làm gì mà nó thắng được cái combat vậy? À, vô đây rờ đẹp hả? Gì cơ vậy? Ôi, tôi bay biến điệp lô. Ôi, ok. Ghê vậy. Chịu. Ok, năm nay em donate lần 2 nhé. Em toàn xem chùa thôi. Thằng ngày xưa hay ăn trộm clip talk show của anh. Anh nhớ chưa mặt cười. Nhiều khi hôm qua anh ăn cái gì hôm nay anh đã quên rồi. Sao nhớ nổi. Hôm qua gặp anh ngoài đường anh nhớ không? Mày làm gì hơi chết sao bỏ tao? Sao bỏ tao? Con gì chém tôi, em quay lưng bỏ đi luôn mà. Hỏi nhanh đáp lẻ 30S. Ngày sinh của chị Thùy là ngày bao nhiêu? Chi vậy? Tôi với bả luôn ngày tháng năm sinh của nhau làm nhiều cái gọi là nhiều cái app làm kỷ niệm mà. Hỏi chi vậy? Gà cái gì vậy? Rồi người ta yêu nhau 9 năm rồi chứ có phải yêu nhau 9 ngày bị đá nhưng mấy ông kinh chát đâu ngồi hỏi ngày nắng năm sinh. Điên hết cha, người ta 9 năm rồi cha. Kiểu chỉ có mấy đứa mà lâu lâu á, kiểu như là vô tình yêu được một người hiểu không? Bì rần cũng đó. Ơi không đánh nó phụ anh một hết. Hỏi làm chi để bị khều, cay chưa? Khoa nói nếu mà tôi cầm thiêu đốt thì tôi nghĩ chắc đủ đam á. Bởi vì con này nên cầm thiêu đốt anh em à. Tự nhiên bây giờ nó cầm cái tele á, thành ra mấy con assassin nó bị thiếu miếng đam á. Khó chịu á. Thông thường á, mấy ông yêu nhau tầm tháng, 2 tháng, 3 tháng mấy ông kỷ niệm thôi. Chứ người ta yêu nhau gần chục năm rồi thì người ta đâu có quan tâm mấy cái đó ông nội ơi. Người ta lo kiếm tiền thôi ông ơi. Người ta biết, người ta sẽ biết rằng là người ta thương nhau là được. Ngày kỷ niệm hai anh chị yêu nhau là ngày nào thế ạ? Nhưng mà chi? Ông hỏi cái đó là chi?